Đồng cảm xúc động trước những đau thương mất mát của đồng bào miền Bắc do bão lũ gây ra, họa sĩ Lê Sa Long đã vẽ bộ tranh Thương lắm đồng bào tôi. Bộ tranh gồm 13 bức, được họa sĩ Lê Sa Long vẽ chỉ trong 5 ngày. Cái dòng tranh của tôi đang theo đuổi đó là dòng tranh là hiện thực. Cuộc sống chính là cái chất liệu mà tôi muốn thể hiện cho, đem đến cái cảm xúc cho mọi người. Như các bạn biết vừa rồi, cách đây khoảng 10 ngày, cái cơn bão Yagi khốc liệt, mà có thể nói là khốc liệt nhất từ 30 đến 40 năm nay. Theo dõi trên TV, trên các phương tiện truyền thông thì thấy rằng mức độ khốc liệt rất là kinh khủng. Và tôi cứ nhớ rằng cái bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ là tôi vẽ về cái sông Hồng, về cái cầu Long Biên những ngày lũ. Tiếp theo những bức tranh thứ hai, thứ ba, đặc biệt là bức tranh về em bé lần đầu, có tựa đề là cái như là nhà em đâu, cha mẹ em đâu. Đó thì cái bức tranh đó là lay động và tôi có tham khảo ý kiến mọi người, cũng giống như tự trong cái giấc ngủ của mình cũng trăn trở qua thử bộ tranh này. Thì tôi nghĩ rằng là rốt cuộc lấy cái tên gọi chung đó là Thương lắm đồng bào tôi. Rất là xúc động khi mà xem những cái phóng sự, các clip và các hình ảnh mà các phóng viên của các báo đài đưa về, thì tôi thấy rất xúc động khi hình ảnh là của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đã xuất hiện và đi gọi là vỗ về dân chúng nè, hỏi han dân chúng về cái tình hình sức khỏe, về tình hình là an ninh hoặc là cái như là bão lũ vừa rồi. Đó là cái hình ảnh đó là cái như là gây được cái gọi là niềm tin cho mọi người. Cái thứ hai, ví dụ như hình ảnh của cái đồng chí Phạm Minh Chính, đó là đồng chí là thủ tướng đã đi xuống tận nơi ngay chỗ làng nụ, và tôi cũng rất là bồi hồi xúc động khi mà thủ tướng có những giọt nước mắt xúc động khi nhìn cái thảm cảnh của làng nụ, và ông cũng trăn trở rất là nhiều. Giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành là một người đã ngoài 70 tuổi mà đã dùng tài sản tức là của mình để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Tôi nhớ hoài câu nói rất là hay, tức là sự đóng góp của tôi như là một cái câu ca dao thường nói: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống chung một già. Thì giáo sư đã sử dụng và điều đó để là để lại niềm tin và sự xúc động cho mọi người. Mà tiếp theo cái hình ảnh đó thì cũng có nhiều người đã chia sẻ, cũng cả động viên, thậm chí có nhiều người đã bán xe rồi đạp heo đất, một cái phong trào loạt lên. Và tôi nghĩ rằng cái đó là cái niềm tin và cũng là gọi là cái chất của đồng bào mình.